Ukraine đang thua và chẳng ai có thể thay đổi được điều đó. Hoàng Hải xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, người ta nói rằng Nga không thể chiến thắng Ukraine sau 2 năm, cho nên họ đã phải chuyển sang chiến tranh tiêu hao như một cái cớ để che giấu thất bại của mình. Vậy thì những người này chắc chắn đã quên mất cách mà người Mỹ đã thực hiện chiến tranh ở Afghanistan, Iraq hay Việt Nam. Chẳng có một cuộc chiến nào trong số đó kết thúc vang dội và chóng vánh cho họ cả. Cho nên, nếu như xét về riêng mặt thời gian và kết quả, thì có thể nói rằng Nga đang làm khá tốt ở Ukraine. Trong khi đó, họ vẫn còn ít nhất là một năm rưỡi nữa để tiếp tục loại bỏ triệt để những mối đe dọa ở Đông Âu. Và ngay sau đây, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu vấn đề này. Tổn thất nặng nề, hàng chục tên lửa Nga phá hủy hai toa xe chở binh sĩ Ukraine. Mặt trận Kharkov vẫn vô cùng nóng bỏng khi mà ngày hôm qua, Lực lượng hàng không vũ trụ Nga tiếp tục phá hủy các cây cầu và căn cứ của đối phương ở thành phố Volchansk nhằm hỗ trợ cho bộ binh thuộc nhóm quân phương Bắc. Phía Ukraine quyết định phản công nhằm làm chậm nhịp độ tiến lên của đối phương và bắt đầu thiết lập các cầu phao để vượt sông. Các cảnh quay cho thấy Nga đã tấn công những cầu phao như vậy. Đây cũng không phải là lần đầu tiên cây cầu này bị nhắm đến. Cảnh quay thứ hai cho thấy cuộc tấn công mạnh mẽ của bom FAB-1500 vào một tòa nhà của nhà máy sản xuất xe ở Volchaski. Đây cũng là điểm tập kết lớn của quân đội Ukraine. Trong những ngày qua, chính quyền Kiev đã điều hàng ngàn quân tiếp viện về hướng Kharkov. Biết được điều này thì phía Nga cũng đã tiến hành các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng hậu cần trong khu vực suốt cả ngày lẫn đêm, bao gồm cả các hệ thống đường sắt ở Kharkov. Điển hình là vào đêm ngày 24 tháng 5, truyền thông Ukraine cho biết một cơ sở hạ tầng đường sắt ở vùng Kharkov đã bị pháo kích. Hậu quả là đường dây, các tòa nhà, toa chở hàng đã phải ngừng hoạt động và một tàu điện đã bị hư hại nhưng không có thương vong về người. Trong khi đó, truyền thông Nga lại dẫn nguồn tin từ thực địa cho rằng quân Nga đã phóng 10 tên lửa S-300 vào hai toa tàu chở quân và thiết bị quân sự của Ukraine. Các cuộc tấn công của Nga trên tuyến đường sắt ở khu vực Kharkov ngày càng trở nên thường xuyên hơn, với mục tiêu là làm chậm quá trình chuyển quân tiếp viện của Ukraine đến chiến trường phương Bắc. Trong bối cảnh đó, thì truyền thông phương Tây viết rằng nhờ có vũ khí họ kịp thời chuyển đến, đã giúp cho Kiev ngăn chặn được cuộc tấn công của quân đội Nga ở phía bắc vùng Kharkov, khiến cho đà tấn công của Nga tại Lipsy và Vochans chậm lại hoặc không có gì tiến triển. Mặc dù đúng là bước tiến của Nga đã chậm lại, nhưng mà cần phải hiểu rằng khi họ vượt qua được tuyến phòng thủ của đối phương và tiến vào trung tâm Vochans và ngoại Olipsy, thì mục tiêu tiếp theo là buộc quân đội Ukraine phải tung ngay một lượng lớn quân dự bị vào trận chiến. Điều này đang xảy ra và mọi thứ vẫn đang diễn ra theo đúng kế hoạch. Nga hiện đang tích cực đốt cháy xe tăng, xe chiến đấu và pháo binh trên nhiều hướng. Đổi lại thì Kiev đã điều rất nhiều lính điều khiển UAV FPV tới mặt trận này. Và giờ đây, họ là mối nguy hiểm chính cho lực lượng Nga. Nhìn chung, dù các cuộc tấn công đã chậm lại, nhưng mà quân đội Nga trên hướng Kharkov vẫn tiếp tục mở rộng vùng đệm an ninh của mình và gây thiệt hại cho đối phương bằng các loại vũ khí hạng nặng. Kênh OVVNCO cho biết, chỉ riêng trong ngày 24 tháng 5 thì Ukraine đã mất khoảng 250 chiến binh cùng với các trang thiết bị. Cụ thể là xe tăng T-72, pháo tự hành 2S3, pháo tự hành M777, súng cối 120 ly và 82 ly, cùng với 11 phương tiện cơ giới. Hiện thì các chuyên gia Ukraine đang gióng lên hồi chuông cảnh báo. Họ cho rằng hệ thống phòng thủ của Kiev ở Kharkov có thể sụp đổ một lần nữa do lực lượng dự bị đang cạn kiệt nhanh chóng. Trong tình hình này thì luật huy động mới cũng không giúp ích gì được cho họ. Luật này yêu cầu nam giới từ 18 đến 60 tuổi phải mang theo giấy tờ quân sự để xuất trình khi chính quyền yêu cầu. Luật huy động cũng hạ độ tuổi nhập ngũ tối thiểu từ 27 xuống còn 25. Và tất cả đàn ông Ukraine trong độ tuổi quân sự ở nước ngoài sẽ phải quay trở lại Ukraine để gia hạn hộ chiếu. Lính nghĩa vụ còn phải cập nhật địa chỉ, thông tin liên lạc và hồ sơ quân sự trong vòng 60 ngày thông qua các tổ chức chính phủ hoặc ứng dụng di động. Động thái này được cho là sẽ giúp nhà cầm quyền có được cơ sở dữ liệu thông tin về mọi nam giới trong độ tuổi chiến đấu. Một số nhà phân tích từng cho rằng nga không có đủ quân để chiếm Kharkov, nhưng giờ đây họ có thể mở một mặt trận mới gần Sumy cách đó một trăm dặm, hoặc có thể lên kế hoạch để bao vây Kharkov bởi vì Moscow biết sức mạnh quân đội của Kiev đang ở mức cực thấp. Truyền thông dòng chính phương Tây đang chỉ trích những công dân Ukraine cố gắng trốn khỏi đất nước để tránh bị điều động ra mặt trận, nhưng mà không có gì đáng ngạc nhiên khi người dân Ukraine không muốn chiến đấu cho một chính quyền tham nhũng bán rẻ lợi ích của quốc gia. Giá như các hãng truyền thông phương Tây cũng hăng hái thúc đẩy các cuộc đàm phán hòa bình giống như cách họ đang thúc đẩy chiến tranh, thì tình huống của Ukraine đã không tệ hại như bây giờ. Bật đèn xanh cho vũ khí Mỹ tấn công Nga, leo thang nguy hiểm. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã bước thêm một bước nữa trong việc công khai cho phép Ukraine tấn công Nga bằng các loại vũ khí do Mỹ viện trợ. Ông đáp lại lời chỉ trích của Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Michael Macau trong phiên điều trần rằng Ukraine sẽ phải tự đưa ra quyết định của mình về việc sử dụng vũ khí này mặc dù Mỹ không tán thành tấn công vào bên trong nước Nga. Tờ New York Times sau đó cũng đưa tin rằng chính quyền ông Biden đang cân nhắc xem có nên chính thức hóa quyết định này hay không. Thực tế là chính quyền ông Biden luôn ngầm chấp thuận cho Ukraine tấn công vào lãnh thổ Nga bằng vũ khí của Mỹ. Nhưng mà giờ đây, họ muốn mọi thứ được công khai hơn và hy vọng nó sẽ là một động lực để thúc đẩy tinh thần Ukraine trong bối cảnh Nga mới tiến vào vùng Kharkov Việc chính quyền ông Biden có thể bật đèn xanh cho Ukraine tấn công Nga bằng vũ khí của phương Tây cũng được cho là để nhằm trả đũa người Nga, liên tục tấn công tiêu diệt các chuyên gia NATO đang hỗ trợ cho Kiev. Nếu như một trong hai bên là Nga hoặc là Mỹ công khai thực hiện các động thái nhạy cảm mà không kiêng rẻ gì đối phương, thì các phản ứng có đi có lại từ bên kia sẽ ngày một gia tăng. Và điều này có nguy cơ gây ra thế chiến thứ ba. Điện Kremlin dường như cũng đã đoán trước được diễn biến này và đó có thể là lý do tại sao họ công bố các cuộc tập trận vũ khí hạt nhân chiến thuật vào hồi đầu tháng. Moscow cũng đã tuyên bố rõ ràng rằng bất kỳ một cuộc tấn công nào vào các lãnh thổ cũ của họ sẽ là cái cớ để Nga trả đũa và tấn công trực tiếp vào các thành phố của phương Tây mà không cần thông qua các lực lượng ủy nhiệm. Có điều là ngay cả khi Mỹ có bật đèn xanh cho phép tấn công Nga thì Kiev cũng khó có thể nhận được lợi ích từ sự leo thang này. Thứ nhất, Việc Kiev sử dụng vũ khí tấn công vào Nga hay các vùng lãnh thổ của Nga đang kiểm soát cũng sẽ không thay đổi được tình hình chiến lược ở mặt trận. Thứ hai, số lượng tên lửa phương Tây viện trợ không đủ để làm quá tải các hệ thống phòng thủ tên lửa của Nga. Mặc dù thỉnh thoảng các tên lửa này có thể bắn trúng mục tiêu, nhưng Moscow vẫn thích nghi được với tình hình và họ cũng đang cải thiện liên tục các biện pháp phòng thủ, đồng thời thực hiện các cuộc tấn công trả đũa. Nói cách khác thì một ý tưởng về việc cho phép Kiev tấn công các thành phố của Nga loại ý tưởng chưa từng xảy ra ngay cả trong những năm tháng căng thẳng nhất của chiến tranh lạnh cũng sẽ không giúp cho Kiev giành được chiến thắng mà còn khiến họ phải đối mặt với những rủi ro ngày càng gia tăng. Ukraine thua và phương Tây đang trong tình thế tiến thoái lưỡng nàn. Học thuyết của phương Tây đối với Nga được xác định bằng hai kế hoạch ngay cả trước khi cuộc xung đột toàn diện này xảy ra. Thứ nhất, đó là NATO tấn công Nga bằng cách mượn tay của Ukraine Mục tiêu là đánh bại Nga trên chiến trường, đồng thời NATO muốn giảm thiểu rủi ro cho chính mình để tránh bị lôi kéo vào một cuộc đối đầu quân sự trực tiếp với Nga. Thứ hai là đánh bại Nga bằng một cuộc chiến thương mại tổng lực. Nhưng mà cả hai phương án này đã không mang lại kết quả như mong muốn. Bất chấp những tổn thất nhất định, Nga đã vượt qua các biện pháp trừng phạt nghiêm ngặt và tìm ra những thị trường mới ở châu Á, đồng thời tiếp tục nhận được sản phẩm công nghệ mới của phương Tây thông qua bền thứ ba. Còn đối với kế hoạch đánh bại Nga trên chiến trường, thì NATO cũng không đạt được kỳ vọng của mình. Kiev đã thất bại trong cuộc phản công mùa hè năm ngoái. Do đó, NATO và cả Kiev đã không thể áp đặt hòa bình theo ý định của mình. Vấn đề ở đây là trong cuộc xung đột tại Ukraine, phương Tây đã chơi tất tay với Nga và bất kỳ một kết quả quân sự nào có lợi cho Điện Kremlin thì đều bị coi là thất bại của phương Tây. NATO sẽ không cho phép điều đó xảy ra bởi vì nó có thể gây ra phản ứng dây chuyển trên quy mô toàn cầu. Vào đầu năm 2024, giới lãnh đạo phương Tây đã đối mặt với một tình thế tiến thoái lưỡng nàn. Họ nhận ra rằng tình hình sẽ tiếp tục trở nên tồi tệ hơn cho đến giữa hoặc là cuối năm 2025. Khi đó thì tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ và EU mới có thể bắt kịp và lúc đó Nga mới bắt đầu rơi vào tình trạng thiếu vũ khí và nhân lực. Nói cách khác, trong kịch bản xấu nhất thì Nga vẫn còn tới hơn một năm thời điểm vàng. Họ còn có thể tiến hành ít nhất thêm 3 chiến dịch quân sự vào mùa hè, mùa đông 2024, mùa hè năm 2025 với lực lượng quân sự vượt trội như vậy với diễn biến đang có lợi cho nga thì phương tây sẽ bị đẩy tới hai lựa chọn hoặc là can thiệp trực tiếp hoặc là phải bắt đầu các cuộc đàm phán nghiêm túc nhưng nghịch lý đó là nato lại không lựa chọn hai phương án trên mà lựa chọn phương án thứ ba tức là để mặc cho tương lai và đối phó với tình huống ngắn hạn lý do là vì vị thế của giới tinh hoa theo chủ nghĩa toàn cầu đang suy yếu và họ liên tiếp thất bại từ cuộc chiến tại iraq cho đến afghanistan và lúc này đây là Ukraine. Vào mùa hè năm 2023, NATO đã giúp cho Kiev thành lập huấn luyện 12 lữ đoàn với mục đích là áp đảo Nga tại chiến trường miền đông Donbass, tạo bước đột phá tới biển Azov và tiến tới phong tỏa Crimea. Sau cuộc phản công thất bại vào mùa hè năm ngoái, NATO vẫn chưa tìm ra được chiến lược quân sự nào thay thế. Hơn nữa, giới lãnh đạo phương Tây không biết làm cách nào để thoát khỏi cuộc chiến tiêu hào này, bởi vì họ hiểu rõ rằng một quốc gia yếu hơn nhiều lần cả về mặt quân sự lẫn dân số như ukraine chắc chắn sẽ thua trong tình hình này thì điều duy nhất mà các chiến lược gia nato nghĩ ra được đó là tiếp tục hỗ trợ quân sự cho kiev với hy vọng là tổng thống putin sẽ mệt mỏi vì chiến tranh kéo dài tất nhiên giới tinh hoa theo chủ nghĩa toàn cầu không tính đến nỗi đau của ukraine thực tế là người ukraine sẽ tiếp tục chết chỉ để phương tây có thể giữ thể diện và có hai kịch bản hiện giờ nhiều khả năng sẽ xảy ra đó là kịch bản theo mô hình triều tiên nơi không có bên nào chiến thắng và Ukraine sẽ bị bắt giữ làm con tin của cả hai bên. Hoặc là kịch bản theo mô hình Palestine, tức là cuộc chiến tranh vĩnh viễn trên lãnh thổ cũ của Ukraine. Nhưng có một điều rõ ràng đó là phương Tây sẽ làm bất cứ điều gì có thể để tránh tiến hành các cuộc đàm phán nghiêm túc với Nga. Bất chấp Tổng thống Putin mới đây nhắc lại rằng Nga không ngại tham gia vào các cuộc đàm phán với Ukraine để giải quyết xung đột hiện nay. Tại cuộc họp báo với Tổng thống Belarus vào hôm 24 tháng 5, ông Putin nhắc lại tuyên bố sẵn sàng đàm phán thiện trí, bao gồm việc dựa trên các dự thảo thỏa thuận được ký kết trong các cuộc đàm phán ở Belarus và Thổ Nhĩ Kỳ vào mùa xuân năm 2022. Tuy nhiên, ông Putin cho biết rằng các cuộc đàm phán này vẫn phải dựa trên nhận thức chung và thừa nhận tình hình thực tế trên thực địa. Nhưng, nếu như NATO vẫn quyết định gửi quân đội tới tham chiến tại Ukraine thì sao? Trong lựa chọn này thì các nhà hoạch định quân sự phương Tây sẽ phải nhận thức được rằng quy mô của cuộc xung đột trong hai năm qua đã thay đổi. Và để có thể đánh bại được đội quân của Nga trên đất Ukraine, thì NATO cần phải gửi hàng chục lữ đoàn tới đây. Nó tương đương từ 100.000 đến 150.000 quân cùng với vài trăm máy bay. Đồng thời tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa hành trình quy mô lớn. Trong khi đó, Nga cũng được cho là đang sở hữu đội quân chính quy lên tới 1 triệu quân. Khi xảy ra chiến tranh tổng lực giữa hai bên, Điện Kremlin có thể huy động nguồn lực của cả nước và bộ binh NATO cũng giống như lực lượng ukraine lúc này cuối cùng sẽ phải đối mặt với tình trạng thiếu đạn dược và thiệt hại nghiêm trọng cũng cần phải lưu ý là hiện tại thì lực lượng trinh sát của nato vẫn đang được hoạt động tự do trên biển đen nhưng khi chiến tranh nổ ra nga sẽ siết chặt vùng biển này hơn nữa ngoài ra các điểm nóng tại trung đông và đài loan chắc chắn sẽ bùng nổ khiến cho nato sớm hụt hơi và dù trong bất kỳ một kịch bản tồi tệ nào đi chăng nữa thì để tránh một thất bại trước nato chắc chắn nga sẽ phát động một cuộc tấn công hạt nhân Nói tóm lại thì, học thuyết của phương Tây chống lại Nga là sự kết hợp giữa một cuộc chiến thương mại tổng lực và một cuộc chiến ủy nhiệm truyền thống. Điều đó đã không mang lại chiến thắng mà còn khiến cho khách hàng của họ là Ukraine thiệt đơn thiệt kép. NATO trở thành cánh tay quân sự của phe chủ nghĩa toàn cầu Một trong những điều mà Donald Trump từng ấp ủ khi lên nắm quyền mà vẫn chưa thực hiện được đó là rút quân đội Mỹ ra khỏi NATO. Và gần đây, đội ngũ tranh cử của ông ấy tiếp tục khơi lại chủ đề này. NATO được cho là thành lập vào năm 1949 sau khi Thế chiến thứ hai kết thúc để chống lại ảnh hưởng của Cộng sản Liên Xô lên lục địa châu Âu. Tuy nhiên, kể từ khi Liên Xô sụp đổ thì NATO không còn được coi là một liên minh phòng thủ nữa. Họ nỗ lực tái tạo lại thế giới theo cách càng ngày càng hỗn loạn hơn. Từ sự can thiệp vào vùng Ban Can với các cuộc chiến tranh chống lại Nam Tư vào năm 1999, cho đến cuộc chiến tại Iraq, Libya vào năm 2011, và đặc biệt là cuộc chiến kéo dài tại Afghanistan đã khiến cho đất nước này lụi tàn. Sự nguy hiểm còn đến từ chỗ, có nhiều vũ khí của Mỹ và phương Tây đã rơi vào tay phiến quân khủng bố Taliban sau khi họ tháo chạy khỏi đất nước đáng thương này. Với việc Nga đạt được những thắng lợi lớn trước Ukraine, giới lãnh đạo NATO đã thực hiện một hành động kỳ lạ nhằm chuyển hướng sự chú ý khỏi thất bại mới nhất của họ. Vào ngày 17 tháng 5, thì Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã tái khẳng định các ưu tiên của NATO trong một bài đăng trên X Ông tuyên bố một cách ngạo mạn về hệ thống giá trị phương Tây suy thoái hiện nay như sau: "NATO tồn tại là để bảo vệ 32 quốc gia và quyền được sống tự do, hòa bình của người dân chúng tôi. Nhân ngày quốc tế chống kỳ thị người đồng tính, song tính và chuyển giới, và mọi tình yêu đều bình đẳng. Những người LGBTQ+ xứng đáng được tôn trọng và tôi tự hào gọi mình là đồng minh của các bạn. NATO đã không chỉ là một liên minh quân sự có hệ tư tưởng viễn trình" mà khối này còn hợp tác với các tổ chức phi lợi nhuận theo phe thiên tả phương tây, thúc đẩy các tiêu chuẩn trái ngược với những giá trị được ghi trong kinh thánh, bao gồm hôn nhân đồng tính, nạo phá thai cũng như ủng hộ sự lệch lạc về giới tính. Đây đều là những thứ văn hóa ngoại lai trái ngược với văn hóa truyền thống của mọi quốc gia. Không có một quốc gia nào có thể tồn tại nếu như không có những con người mạnh mẽ cả về tinh thần và thể chất. Phụ nữ hay là nam giới chuyển giới đều không có đủ thể lực và năng lực để trở thành binh sĩ hoặc sĩ quan giỏi. Nhưng đó lại là hành vi đang được các chính quyền thiên tả tại Mỹ, châu Âu và Úc khuyến khích. Tổng thống Biden đã đảo ngược lệnh cấm người chuyển giới gia nhập vào quân đội Mỹ có từ thời Trump. Xét về tương lai thì quân đội của những quốc gia ủng hộ điều trái ngược với quy luật tự nhiên tất nhiên sẽ sớm muộn phải chịu thất bại dưới tay người Nga. Khi mà tổng thống Putin đã nghiêm cấm các phong trào LGBT cũng như chuyển giới tại đất nước của mình. Và bài bình luận ngày hôm nay của chúng tôi cũng xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo